chức APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, viết tắt là Asia Pacific Economic Cooperation, gồm 21 thành viên, ven biển Thái Bình Dương. Tuần vừa qua, đã có những chuẩn bị từ các cấp trong chính quyền Mỹ cho APEC sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị Moscow, San Francisco, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11, 2023. Giới quan sát chú ý nhất đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày thứ Tư, 15 tháng 11. Vâng, trong ngưỡng APEC này có ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước của nước Cộng sản Việt Nam tham dự. Vì vậy, hướng lời kêu gọi của Ủy ban chấp hành Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California, Liên hội cựu quân dân, Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, của Hội cựu tù nhân chính trị, Ủy ban phụng sự Cộng đồng Bắc Cali, Ủy ban chống Cộng sản và Tại sao, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, Cộng đồng Người Việt Liên bang Hoa Kỳ, Cộng đồng miền Trung California, Alliance for Vietnam's Democracy, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt dân, đồng hương người Việt Việt Nam Cộng sản đã tham dự cuộc biểu tình trong ngày 15 tháng 11 nhằm mục đích phản đối phái đoàn Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng tại hội nghị APEC. Nhiều người biểu tình đã tỏ ra lập trường là không chấp nhận, đón tiếp hay cộng tác với những thế lực đàn áp giá trị phổ quát của con người như tội phản quốc, tội ác chống lại người, thậm chí là diệt chủng đối với người dân của họ. Với lời kính mời của khán giả khắp nơi theo dõi những hình ảnh ghi nhận được trong cuộc biểu tình ngày 15 tháng 11, 2003, dự sắp. Xin chào một phái đoàn San Diego. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là quan trọng để nói lên cái lập trường và quan điểm của người Việt, quốc gia tị nạn cộng sản tại vùng là Bắc Cali nói riêng và khắp nước Hoa Kỳ nói chung. Chúng tôi rất vinh dự được cùng đứng với quý vị tại đây. Thật ra xin thưa với quý vị, trong cái vấn đề biểu tình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ban tổ chức là anh Triệu Hà, là chủ tịch Cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali. Anh Lê Đình Thọ là tổng thư ký của Liên hội cựu quân nhân Bắc Cali. Anh Mai Quyên là chủ tịch Hội cựu quân nhân chính trị Bắc Cali. Bác sĩ Phạm Đức Phượng là chủ tịch Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Bắc Cali. Anh Đặng Long là trưởng ủy ban phụng sự cộng đồng. Anh Đặng Long đâu rồi? Xin mời Đặng Long ra đây. Chúng tôi có đại diện của phái đoàn Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại là bác sĩ Võ Đình Hữu đến từ Nam Cali. Chúng tôi có anh Lê Đình Quy là cộng đồng miền Trung Tây California. Chúng tôi có bác sĩ Trần Quốc Hưng đại diện cho ở lên Việt Nam Democracy. Chúng tôi cảm ơn sự đóng góp, sự hiện diện của tất cả quý vị về vấn đề tài chính, về vấn đề thực hiện những cái hoàn thiện của chúng ta thực hiện cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Và để bắt đầu cuộc biểu tình, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Dũng chuẩn bị và hát quốc ca Hoa Kỳ. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa và Phúc Bằng Điện. Biden suddenly lied. Why so proudly we held at the twilight last gleaming. Đến phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, quốc ca Việt Nam Cộng hòa, xin tất cả quý vị cùng hát tiếng của dương ơi. Cùng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì tham song, vì tương lai quốc dân cùng sống pha có tình, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền. Sau đây là nghi thức phúc bằng niệm. Phúc bằng niệm để tưởng nhớ công đức của tiền nhân để dày công dựng nước và giữ nước. Phúc bằng niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính để hy sinh bảo vệ miền Nam, Việt Nam tự do. Phúc bằng niệm để tưởng nhớ đến 58.000 quân sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã bảo vệ chiến đấu các anh dũng nền tự do chống lại sự xâm lăng của Cộng sản.
mặc niệm để tưởng nhớ đến những đồng bào chúng ta đã bỏ xác nơi rừng sâu, núi thẳm, nơi biển khơi, trùng dương, không bao giờ đến được bến bờ tự do. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả những nạn nhân trên 100 triệu người đã chết dưới bàn tay thảm khốc của Cộng sản thế giới. Phút mặc niệm bắt đầu, xin mời quý vị lắng lòng. Và sau đây chúng tôi xin mời anh Triệu Hùng Hà là chủ tịch cộng đồng Việt Mỹ Bắc Ly tuyên bố khai mạc cuộc biểu tình của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi tuyên bố khai mạc, tôi xin đưa vấn đề, tôi sẽ nói bằng tiếng Việt trước, kế đó tôi sẽ bằng nói tiếng Anh. Mục đích cái buổi tuyên bố khai mạc này, chúng tôi sẽ nói gọi những người member của 12 quốc gia tham dự đến ngày APEC này. Kính thưa quý vị, thành viên trong APEC, tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong khu vực Thái Bình Dương rất quan trọng, nhưng nhân quyền vẫn là yếu tố chủ yếu cho sự tăng cường này. Chúng tôi rất mong muốn nền kinh tế Á Châu phát triển và đại đa số người dân được tham gia vào sự phát triển đó. Lập trường của chúng tôi là không chấp nhận đón tiếp cộng tác với những thế lực đang tức đoạt mạng sống, tự do và tài sản của họ. Chúng tôi tin rằng Á Châu sẽ phát triển tốt nhất khi người dân Á Châu được tự do và có thể quyết định tương lai của họ. Chúng tôi yêu cầu quý vị sát cánh cùng chúng tôi cho các giá trị như dân chủ, nhân quyền, bởi vì trong lịch sử chưa có được cơ tăng trưởng kinh tế nào tốt hơn bằng như vậy. Chính vì lý do này, chúng tôi tụ tập ở đây để bác bỏ, phản đối những chế độ đàn áp, những giá trị phổ quát, đó là phạm tội phản quốc, tội ác chống lại loài người, thậm chí cả giết chúng. Bè lũ độc tài của Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm và phải trả trước lời toán quân sự và những tội ác của này. Suppress the universal value and commit treason, right against humanity, even genocide, the economic dictator of China, Vietnam, and North Korea would be held accountable and pay with international tribunal for this crime. Và sau đây chúng tôi mời luật sư Thùy Linh thuộc Viện Dân Chủ Việt Nam đọc tuyên cáo báo chí. Và kính thưa quý báo của quý anh chị, tuyên cáo báo chí là bằng tiếng Anh, thành ra xin được đọc bằng tiếng Anh. We are here to protest the APEC gathering of Xi Jinping and Võ Văn Thưởng, authoritarian leaders of one party communist China in Vietnam. As we mark the 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights, we commemorate that more than 1 million lives, more than 1 million lives lost to the hands of communist authorities like the ones in China and Vietnam. We will continue to fight for our children, our grandchildren, so they will never have to live under the yoke of communism. We revere and love the yellow Vietnamese heritage flag, the flag of sacrifice, freedom, and democracy. Và sau đây chúng tôi xin mời ông Lê Đình Thọ là tổng thư ký của Liên Hợp Quyền Phụ Nhân đưa ra lời tuyên bố chống lại Cộng sản Việt Nam và chống lại Cộng sản Lào. Thưa quý bà con đồng hương, chân thành cảm ơn tất cả quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức chống lại Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng tham dự APEC hôm nay. Chúng ta hưởng ứng hội nghị hiệp ước các nước phát triển kinh tế châu Á Thái Bình Dương và APEC hội họp hôm nay. Nhưng chúng ta họp hôm nay để phản đối Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng, bởi vì hai thằng cộng sản này
chưa bao giờ làm cho đất nước và thịnh vượng hòa bình đối với dân Trung Quốc cũng như là đối với dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã to rập với tàu Trung Cộng, đã tìm cách hãm hại, giết hại đồng bào của mình qua các thực phẩm đầu độc ở trong nước, buôn bán nội tạng, buôn bán người. Đối với Cộng sản Trung Quốc đã chà đạp nhân quyền lên Tân Cương, Mông Cổ và Tây Tạng, một số Pháp Luân Công. Hành động đó là vi phạm nhân quyền với Liên Hiệp Quốc. Xuất hiện của Võ Văn Thưởng, Tập Cận Bình nói lên là chà đạp cái uy tín của hội nghị APEC. Do vậy, yêu cầu các lãnh đạo APEC đừng nghe Cộng sản nói láo, dụ dỗ quý vị, lừa đảo quý vị, bởi vì Cộng sản nói một đường làm một nẻo. Do vậy, quý vị làm ăn với Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam, quý vị chỉ có lỗ mà chết. Kinh nghiệm của chúng tôi chứng minh điều đó, kêu gọi APEC không nghe Cộng sản nói. Sau đây chúng tôi xin được hô vài khẩu hiệu để vì có rất nhiều phái đoàn Cộng sản đi vào. Down with communism! Down with freedom for Vietnam! Human rights for Vietnam! Down with communism! Down with! Cảm ơn quý vị. Sau đây chúng tôi xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng, là chủ tịch hội đồng điều hành của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, phát biểu đại diện cho tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và chúng tôi xin yêu cầu chúng ta phản đối Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam, vì lý do Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp không có nhân quyền, nhốt hàng bao nhiêu ngàn người và chiếm Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ với một vua vừa. Đồng thời chúng ta phải nói với những vị lãnh đạo của APEC rằng sự phát triển của kinh tế phải đi đôi với chính trị, và chính trị dưới chính thể cộng sản thì không thể nào có tự do dân chủ và nâng cao cuộc sống của con người. Cho nên quý vị hãy cùng chúng tôi nói lên tiếng nói để yêu cầu các nước cộng sản tại trong khối APEC phải thay đổi, và họ phải nhìn nhận rằng họ đã sai lầm. Và nếu chúng ta chỉ có phát triển kinh tế mà làm cho người dân bị kém kẹt, bị đau khổ, thì cái sự thành công của APEC không thành được. Now with communists! Now! Freedom for Vietnam! Freedom! Human rights for Vietnam! Human rights! Free China! Free Taiwan! Free Hong Kong! Free! Freedom for Vietnam! Free! Cảm ơn quý vị. Cho nên chúng tôi xin mời ông chủ tịch Mai Phương sẽ phát biểu. Đại diện Xi Jinping cho tất cả cựu tù nhân chính trị Việt Nam Cộng hòa tại vùng Bắc California, chúng tôi đến đây để phản đối Võ Văn Thưởng và Tập Cận Bình trong cái chương trình họp ngày hôm nay ở tại APEC San Francisco ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cộng sản đã xóa bỏ Hiệp định Paris ngày 20 tháng Giêng năm 1973 và xua quân tái chiếm miền Nam Việt Nam để cho đất nước Việt Nam của chúng ta trở thành nghèo đói, khổ sở. Bởi vì Việt Nam Cộng hòa của chúng ta sống một cách tự do, dân chủ, mua bán, làm ăn không phải một cái gì là khó khăn. Những bếp cộng sản phải xếp hàng chờ đợi để mua thực phẩm. Điều đó là mất đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Vì vậy, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhị Việt Nam Cộng hòa,
đã nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn cái gì Cộng sản làm. Và Cộng sản Võ Văn Thưởng ngày hôm nay đến đây để họp về vấn đề trao đổi kinh tế. Nhưng những người Việt Kiều của chúng ta về làm ăn với Việt Cộng và các nước trên thế giới có đến làm ăn với Việt Cộng, chúng tôi khuyên rằng đừng bao giờ nghe và đừng bao giờ tin Cộng sản, và cuối cùng trở về tay không. Đó, chúng ta hãy nhớ lại những gì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói, đừng nghe, đừng tin, mà hãy nhìn vào thực tế của Cộng sản luôn luôn dối trá, luôn luôn xảo quyệt và hèn với giặc, ác với dân. Chúng tôi xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu, là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Cứu độ Hải ngoại Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng hôm nay là ngày thường, và chúng tôi thấy các tiểu bang từ Nam Phi, Bắc Phi, mọi người từ về đây tiếp tác nhân dân. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay có hai vấn đề mà chúng ta trong chương trình muốn nói. Thứ nhất là đối với người Việt Nam khắp thế giới hải ngoại, người Việt Nam tị nạn, chúng ta luôn luôn là người Việt Nam yêu dân chủ tự do và không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản. Và những gì mà Cộng sản nói khi qua nước ngoài nói đây là phúc luật ngàn dặm và thành công hải ngoại là do những người của họ, hoàn toàn sai. Thứ hai, đối với APEC và các thông tin viên thế giới, đây là tiếng nói người tị nạn cho biết rằng người Việt Nam chúng ta hải ngoại không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản, và đó là tại sao chúng ta có ngày tự nhận này. Và ngày hôm nay mặc dù có vài trăm người thôi, nhưng tôi đây là một niềm tin sáng vì khắp nơi trên toàn thế giới những hình ảnh này sẽ được soi sáng khắp mọi nơi và cho biết rằng dù chúng ta đã đi từ 7 năm đến giờ, người Việt hải ngoại vẫn luôn luôn hướng về quê hương và tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, không cộng sản và thanh bình thịnh trị. Hôm nay là một điều đặc biệt cho Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ đang có chiến lược rất toàn diện Hoa Kỳ, họ đã có với là quan trọng về Biển Đông và họ có những cái thương mại với Hoa Kỳ rất là cao. Đây là dịp nếu Việt Nam muốn có thể thay đổi để mở rộng về tự do, mở rộng về tôn giáo và thay đổi giống như ở Nga Xô và Đông Âu, thì làm niềm tin của Việt Nam chúng ta rất tốt. Và với niềm tin của thanh niên, tôi mong rằng tất cả chúng ta sớm có ngày được thanh bình và tự do, và ngày đó tất cả chúng ta sẽ có cơ hội trở về Việt Nam trên đất nước thanh bình và thịnh vượng. Chúng ta không chống lại cái hội nghị APEC, vì cái hội nghị APEC mang một cái ý nghĩa thực là quan trọng, đó là cố gắng cải thiện đời sống của người dân khắp nơi, cải thiện nền kinh tế, mang lại cái tự nền tự do dân chủ cho mọi người. Nhưng chúng ta phản đối là phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam đã lợi dụng cơ hội nghị APEC để họ tiêu diệt, họ đánh bóng lên, còn lợi dụng để làm nhời. Tất cả chúng ta thực điều hiểu rõ cái thực chất của đảng cộng sản Trung Quốc, theo là đảng cộng sản Việt Nam, họ vẫn đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân quyền, họ vẫn tiếp tục bắt bớ, giam cầm dân chủ già, đấu tranh ôn hòa vì bất đồng chính kiến. Và đặc biệt hơn nữa là chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng mang cái tội ác diệt chủng khi họ đã phát tán những con virus 19 và làm đau đớn cho bao gia đình, bao nhiêu người dân khắp nơi trên thế giới. Và sau đây chúng tôi xin mời các đại diện cho người Lê Hương Việt Nam thì vô sĩ. Xin mời bác sĩ Trần Quốc Hưng. Freedom for Việt Nam! Freedom! Democracy for Vietnam! No Vietnam! No to Vietnamese Communist Party! No to Vietnamese Communist Party! Người mà được phát biểu ngày hôm nay trong ban tổ chức là anh Lê Thanh Liêm, thuộc Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Xin mời anh Chủ tịch Lê Thanh Liêm. Chúng ta đã biết đại hội này đã có khoảng 21 đất quốc gia về tham dự, mà chủ yếu Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã lợi dụng cái đại hội này để nhằm phô trương, cũng như lợi dụng những cái benefit, những cái quyền lợi của họ trong cái đại hội này. Cho nên chúng tôi cũng đồng hành với tất cả quý vị
là cùng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng như nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc phải tốt ngay những hành động áp bức dân chủ nhân quyền, đàn áp tôn giáo và đặc biệt nhất là đàn áp tốt nhân dân, dừng ngay những hành động bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến để mà phải trả họ, phải thả hạ tự do họ ngay lập tức. Và cũng đồng thời chúng tôi cũng phải là cách mạnh liệt thì kêu gọi tất cả quý đồng hương các hội đoàn đoàn thể phải mạnh dạn tố cáo chế độ cộng sản đang sử dụng người bị viết 36 trên mọi hình thức để mà xâm nhập vào cái cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Sau đây chúng tôi xin phép được mời một vị khách, đó là anh Tổng hội trưởng Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa toàn thế giới. Xin kính mời ông Thái Văn Hòa. Trước hết, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và xin quý vị cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón sự hiện diện của mọi thành phần trong cuộc biểu tình hôm nay, là những người có lòng đã hy sinh thì giờ tiền bạc công sức để đến đây cùng thể hiện thái độ lập trường chính trị của người Việt quốc gia là không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, hội nghị APEC gồm 21 thành viên quốc gia tham dự, mục đích là nhằm tăng trưởng kinh tế cho mỗi thành viên quốc gia để làm cho dân giàu nước mạnh. Điều này chúng ta rất hoan nghênh, nhưng chúng ta không chấp nhận, hay nói một cách khác là chúng ta tẩy chay hai thành viên của hội nghị. Thứ nhất, Võ Văn Thưởng chủ tịch và phái đoàn cộng sản Việt Nam. Thứ hai, Tập Cận Bình và phái đoàn cộng sản Trung Quốc.